Hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2023, thì cửa hàng Nguyên Audio lại tiếp tục vừa mới về một chiếc đài sáp GF3 số 7, hàng bên siêu thị Nhật Bản về, thì cũng tranh thủ test cho quý vị và các bạn chúng ta đam mê. Chiếc đài này thì zin nguyên bản 100%, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo và đẹp xuất sắc. Hàng đã được Nguyên Audio tuyển chọn rất là kỹ bên Nhật về quý vị nhé. Thì mỗi lần lên sóng thì lại giới thiệu cho quý vị và các bạn mọi chức năng cũng như là độ đẹp và zin của chiếc đài. Về thì Nguyên Audio cũng chưa lau chùi vệ sinh gì đâu, vẫn để tất cả nguyên bản hết. Chỉ việc cắm điện vào là test cho quý vị rồi nhé. Để những cái bụi bẩn nó còn bám đây thì Nguyên Audio cũng chưa kịp vệ sinh gì cả. Và trước khi giao cho quý vị thì Nguyên Audio sẽ lau chùi qua đi cho nó sạch sẽ rồi sẽ gửi cho quý vị nhé. Chạy bằng hai cửa băng cassette đầu từ metal chống mòn, có đồng hồ vu vàng lắc theo điệu nhạc rất là đẹp. Và giá của chiếc đài này thì Nguyên Audio đang bán với giá 28 triệu đồng quý vị nhé. 28 triệu đồng chiếc đài sáp GF3 số 7Z đấy ạ. Cũng xin báo giá luôn cho quý vị, và tem này của nó là tem giấy, tem zin nhé. Tem zin của nó đấy ạ, vẫn còn đỏ tươi bởi vì chiếc đài này thì nó rất là mới nên là nó còn đỏ tươi tem. Và cái lưới sắt này quý vị nhìn thấy không? Nó còn sơn, nó còn nguyên đấy ạ. Đấy, chưa bị bay màu một chút nào đâu ạ. Và đây là loa, loa thì căng mọng. Nón loa thì nó có thể soi gương được cũng như là viền loa bát, loa tép. Gọi chưa bị rô một chút nào, mặc dù chưa vệ sinh lau chùi đâu nhưng nó đã đẹp như thế này rồi quý vị nhé. Đây ạ, chúng ta chỉ việc về cắm điện và là chúng ta chạy thôi. Và sáp GF3 số 7Z thì hàng xuất đi thị trường các nước nên là nó sử dụng điện đa cầu, và hãng sản xuất thì vẫn đang để sẵn chế độ điện 220V. Chúng ta về thì chúng ta chỉ việc sẵn chúng ta cắm điện mà thôi quý vị nhé. Và bây giờ sẽ test mọi chức năng. Đầu tiên sẽ là cái radio và AM FM, tần sóng của nó là Đài 108 từ đấy ạ. ngữ cũng có nhiều câu rất hay sử dụng bối cảnh mùa thu hoặc nói đến cảnh vật Vu con vàng này, người Nguyên trong Audio mùa rất thu. thích cái vu Đây vàng này cũng nhé. sẽ là nội Vu dung của vàng trò nó lắc chuyện theo điệu giữa nhạc phóng rất viên là chương đẹp đấy trình ạ. với Tiếp theo sẽ là cửa băng cassette số 1. Đèn vu này thì chúng ta tối tắt điện thì rất là đẹp. Tiếp theo sẽ là cửa băng cassette số 2. Và quý vị mua chiếc đài này thì Nguyên Audio sẽ tặng chúng ta hai chiếc băng mắc sen xịn trị giá 600.000 đồng. Có xước sẹo gì đâu quý vị nhé, tất cả góc cạnh cũng như là trên nóc của nó thì không có vết xước lông mèo lông chuột nào cả đâu ạ. Người
rất là trong đúng không quý vị và các bạn? Bởi vì hàng Linh Miên Audio đã được tuyển chọn rất là kỹ rồi, nên là quý vị về các bạn rất là yên tâm về cái chất lượng của nó. Xin được dừng video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.